Những cặp bạn diễn không thể chung sân khấu lần nữa, Mạnh Quỳnh sẽ không song ca với ca sĩ nữ nào nữa ngoài Phi Nhung. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, các nghệ sĩ luôn có những đồng nghiệp ăn ý, tạo nên hình ảnh ấn tượng trên sân khấu. Vì vậy, khi đã quá quen với hình ảnh các cặp đôi diễn chung, khán giả là có phần hụt hẫng tiếc nuối khi chứng kiến cảnh kẻ ra đi người ở lại, lẻ bóng trên chính sân khấu đã từng gắn bó với bạn diễn. Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Hoài Linh, Chí Tài, Quang Tèo, Giang Còi là những ví dụ điển hình khiến ai nấy đều buồn khi nhắc đến các cặp bồi trùm này. Mạnh Quỳnh, Phi Nhung. Hai đứa yêu nhau chùm hai mái đầu. Từ lâu, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đã là cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Được biết, mỗi lần Mạnh Quỳnh về nước, anh đều sẽ song ca với cô. Đối với Mạnh Quỳnh, Phi Nhung vừa là bạn diễn, người tình sân khấu, vừa là người bạn thân thiết của anh ngoài đời. Khán giả và nhiều sao Việt đã hết sức bàng hoàng trước thông tin Phi Nhung ra đi sau một khoảng thời gian chống chọi với Covid-19. Sau khi biết tin buồn của Phi Nhung, nam ca sĩ đã có động thái đổi ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân sang màu đen kèm dòng trạng thái: người trả xong rồi nợ trần ai, nhẹ nhàng thanh thản trốn thiên thai, bao nhiêu thương nhớ người để lại, cung sầu tuổi hát khúc bi ai để tiễn biệt cô. Chính hành động này của anh đã càng khiến nhiều khán giả đau lòng chia sẻ nỗi đau này. Vì quá đau buồn trước sự ra đi của cố ca sĩ, Mạnh Quỳnh từ chối nhắc đến tên cô trước truyền thông. Công chúng chỉ biết đến các câu chuyện của anh qua lời kể từ những người thân cận như Hồng Loan hay Hương Thủy. Vài ngày trước, anh Quỳnh khóc trên điện thoại, rồi hát chung cũng khóc cứ nhắc về chị. Anh cũng yêu cầu chắc không hát với nữ ca sĩ nào nữa chờ chị về. Em nói tin em đi, chị sẽ về Mỹ, nơi bình yên mọi người đều chờ chị từng ngày từng giờ. Ai cũng gặp nhau hỏi thăm tình hình của chị và cùng an ủi nhau chỉ cầu nguyện thôi. Hoài Linh, Chí Tài. Cho hỏi thăm ông anh năm nay nhiêu tuổi mà thấy còn mạnh khỏe chứ? Dạ, tôi năm nay 73. 73 là tuổi gì ha? Dạ, tuổi mèo. Nhắc đến làng hài Việt Nam, không thể không nhắc đến cặp át chủ bài Hoài Linh, Chí Tài. Ấy vậy mà vào ngày 9 tháng 12 năm 2020, cả Vbiz và cộng đồng mạng đều bàng hoàng khi nhận được tin ra đi của nghệ sĩ Chí Tài. Điều này tác động rất lớn đến danh hài Hoài Linh, khiến anh suy sụp tinh thần. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, khán giả đã mặc định liên tưởng ngay đến hình ảnh của Hoài Linh khi nhắc đến Chí Tài và ngược lại. Cặp nghệ sĩ đã đồng hành cùng nhau trong suốt một chặng đường dài làm nghệ thuật, từ các buổi biểu diễn sân khấu cho đến cả các bộ phim truyền hình, phim chiếu rạp nổi tiếng như Gia Sư Nữ Quái, Già Cổ Hoài Lan, Đại Náo Học Đường v.v. Người ta cũng dễ dàng bắt gặp cả hai trong những sự kiện quan trọng của người còn lại. Hai người họ không chỉ thân thiết trên sân khấu mà còn xem nhau như người thân trong gia đình. Có lần khi được phỏng vấn, nghệ sĩ Hoài Linh đã nhận xét Chí Tài là một người hiểu chuyện, ít nói và luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của mọi người. Anh bốn cũng coi Chí Tài là anh cả của nhóm nghệ sĩ hài khi luôn đưa ra được những hướng giải quyết rất êm đẹp trong mọi chuyện, tránh được việc lời qua tiếng lại giữa các cá nhân trong đoàn. Quang Tèo, Giang Còi. Cảnh báo rồi nhá, từ lần sau nhá, vợ ông mơ nhá. Vợ tôi thì không để tôi mơ nhá. Không chơi kiểu mơ chéo cánh ấy nhá. Ngồi với nhau thì vẫn chéo cánh mà lại ra mơ không chéo cánh. Trải qua hơn 30 năm làm nghệ thuật, Giang Còi đã để lại khối tác phẩm kết xù cho nền nghệ thuật Việt Nam. Với những ai là fan của chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần hoặc đã từng theo dõi qua, chắc hẳn sẽ không còn mấy lạ lẫm với cặp bạn diễn Quang Tèo, Giang Còi. Hai người họ đã gắn bó với nhau trong suốt chặng đường làm nghệ thuật, tạo nên được nhiều ấn tượng sâu đậm đối với khán giả. Có thể kể đến Gặp Nhau Cuối Tuần, Cảnh Sát Hình Sự, Cung Đường Trắng, Cựu Chiến Binh, Khi Đàn Chim Trở Về, v.v. Vậy mà ở tuổi 59, Giang Còi đã phải nói lời tạm biệt với tất cả người thân, bạn bè và những người mến mộ vì cơn bạo bệnh phát hiện muộn từ năm 2021. Cùng nỗi xót thương vô cùng từ đông đảo những người yêu thương anh, sau khi nhận được hôn tin, nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo cũng đã bày tỏ một nỗi đau không thể kể xiết. Anh có chia sẻ, vĩnh biệt bạn, người bạn đồng hành bao nhiêu năm cùng nhau đem niềm vui cho khán giả cả nước cũng như kiều bào nước ngoài. Giờ đây cặp bài trùm đã huyết thật đau buồn, vĩnh biệt bạn Giang Còi. Dù từ nay khán giả sẽ không còn được thấy hình ảnh của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Chí Tài, Hoài Linh hay Giang Còi, Quang Tèo đứng trên cùng một sân khấu chương trình giải trí nữa, nhưng những tác phẩm của họ đã đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí của những người hâm mộ. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!